Okay, so sáng ngày nay là ngày ngày nay thời ca thì dụ hero as a canvas nó được cô đồng bị chứ nên là hero này dương thời ca đã đổi nó không lại chấp sắp ram là chẳng một sân ca này nhận là chạm đom cho mỗi đồng hero mình lại chấp sắp ram là đấy thế thì có cái ai thời ca cầm bàn cầm video đưa một cái chat không thể làm vậy thời ca tên hero này bán á còn tay mình chọn đầu ca thì dụ nhưng cứ chọn một trẻ này có cái này chọn con này có thể chọn nhầm chơi review hero thì có thể chơi cái đồ đẹp khăn nhầm bay phong nè đơn tin mỗi cái này thằng họ để chui pia khảo nâng password cho lên tại mình chạm lại pia pha ai tìm thế đơn tin pi cái này thằng họ để chui đặt lại hero ở sắm sro cho mỗi thằng ai tìm là hero cũng bằng tẹp pẹt đơn tin mấy chui đặt lại từ sắm mà phong bây giờ nghe sru từ mẹ thằng nôn nó cả tình từ cái lộ hero mới đằng này chẳng là hạn bay đằng này thằng họ để chui cái đồng phong này là bây giờ nghe sru từ ngọc này để khả năng gặp nhau mà thằng pass security vậy mà tất cứ nhau mà trao cá thì phải là bên tính độ bao nhiêu trao cá para tao nói riêng các bạn khác biết chỗ tao mới bảo như này ok vậy thì riêng mới một cái công bằng độ bài chẳng hero nên miền độ bài học đặt áp đọc bằng độ bài đấy độ bài học đặt áp đọc bằng độ bài hero nên miền chỗ chuẩn chuẩn bằng mặt chỗ lỗi bên này ok nên chỉ ai thêm mà còn chẳng là bây giờ tính tài lại chặt sập ram tất cứ từ tôi bảo ai thêm từ ngõ này thêm đó này ok chẳng cấp lại kê các bẹp bạc cú bạn bộ phận bỏ bán stone còn sẵn là cứ bảo vệ stone wrong ready made đã bày biết rồi tạm thầm ra bạc cú as up bờ dân như cả này dương đặt stone bảo vệ stone ready made nè nâng cứ miền tài lại thay lại chiếc là stone đó đưa vào stone em xem xe nâng đi chiếc bảo vệ stone đó ready made ok chẳng khách khách spin phải bí đi cover mũi ready made bày tạm stone áo cứ ra ở đó phải trên được mình tập một phía rồi chẳng cứ đã stone sản mình tên hay number item có của bộ đấy cứ rồi đọc ram rồi đọc ram vậy đó cứ number thì bộ bộ sản mình tên item này stone cow đã obs phải vẫn đòi bàn bài này thì đã stone cow này còn mình chỉ on mà đây một bây giờ ai vô tụi bài đại sve s âm tam thầm na mà sao này cả này bẹp mặt cũ đại sve cứ giả mình tên thì bà s âm này mỗi bây giờ chọn lấy bài này nó bài chính cứ bài này bạn xem là mà pay buồn màu tem đó này có như là chat này mà cũ tem mà crop tem cần nào nó so bài này nó còn cáo chắc là nhầm hai số và tập tấn chat này cứ dừng đăng cái những tên nó bị so để luận thành lại cái tung mà rồi cổ nó so tam bằng đáy bộ phận bầm để chìm phần muối thành ví dụ đập mũi đây nè ở nhà mặt chúng ta là hai quả thế nám mũi nhóm còn mình sau chỉ bắt lên kháng bắt s âm này gì đâu cứ cho như thà vì là mồm mới na đừng bảo lên để kể đằng bỏ món cửa đằng sai nhà mặt đại lên sau quá cứ bay phe bằng buồn và phe đôi thì muối mà phe bằng muối phe đôi thì bị bạc bằng vậy phía đôi thì bảy chân bốn phía đôi thì bốn cứ hạ xuống mùi chắc hệ đó cứ pram sẽ tạm đó thì nó cứ sạch mình tên đấy bảy phép một bốn và mở tất cứ chỗ bên đây mà à chỉ là muốn cứ đọc là vào đoạn bảy sai tạm đó nè bọc ba là pi bọc ao là pi bọc khao là bảy pi ok hệ đó nên miền đẹp mặc quán mở nội sam sập bảy để bẹp bạc pan buồn mơ mình quan và rồi đọc bảy ai thì mà tôi xong là không hệ đó thì cứ mình sập hầu quát của đàn sĩ gần ta tham sơn và là chẳng sắp hồi hóa có cư miên là có play thêm đó để thôi tình yêu tao mình chăm bài sở hệ ai thì ở sau thì thấy cư miên dân ra sạp thêm đó này đây học bộ của bốn đầu thế cái áo cáo chốt bị chốt miên là bị chốt đấy point sẽ là có phóng xôn thêm đó ở trong bài chuyện tỉnh đây đó thì bây giờ em chui lỗ hero và chỉ du bên bài trăm nhưng thế đang quy luận nó chu dần lên lên tập này đột lại ai thì mình toàn bảo sao mà khoát cứ bị trăm cứ sờ bộ thằng cá cái sờ bộ thằng áo sợi nhá chè còn còn tiền ok này có tiền trăm hero thì chưa thua ca đạm đỏ nó còn tập lại chặt sập ra mình lá trong một bình chất ai chặn không phải bán ok ở con bye bye.